Tình tu yếm yếu báo ân đàm. Quan Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tình không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tình tu yếm yếu báo ân đàm. Người đọc Quy Tây. Phần 1. Lời nói đầu: pháp môn tịnh độ quả là nhất thừa liễu nghĩa, tam căn phổ bì, hoàng siêu tam giới, kính đăng tứ độ, pháp môn bất khả tư nghị, cực viên cực đốn. Điều mà đại sư Ấn Quang gọi là pháp thông suốt bổn hoài của Phật một cách rốt ráo vậy, vượt qua tất cả thiền giáo luật, thống nhiếp tất cả thiền giáo luật. Mà trong đó kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh pháp môn tịnh độ, đứng đầu trong loạt kinh tịnh độ. Tính quan trọng của kinh này không nói cũng rõ. Song tồn tại ở thế gian có 5 bản kinh được dịch sai biệt khá lớn, gây khó khăn cho hành giả. Đọc trọn cả thì vất vả, đơn lẻ thì lo nghĩ bỏ sót. Toàn dùng tác phẩm bản hội tập của Vương Long Thư đời Tống, Ngụy Mặc Thâm cuối đời Thanh đều có. Bành Tế Thanh đời nhà Thanh thì có bản Trích Tiết Yếu để hoàn chương. Tiếc rằng 3 bản này đều có khiếm khuyết, chưa đủ để gọi là thiện bản. Đến Dân Quốc, lão cư sĩ Hạ Liên Cư phát tâm nguyện lớn, đem hội tập lại, tham khảo cả Ngũ Dịch Tam Bản, lao tâm của trí bao năm, cuối cùng thì thành thiện bản, kỹ càng đầy đủ xác đáng, là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, lại thêm bi tâm rất lớn, thương xót thiện học tịnh nghiệp mạt nhân. Chưa am hiểu tiểu bản Đường Dịch, lại không tụng tịnh độ đại kinh, không rõ đạo lý khiến cho tín nguyện chưa sâu, khó đạt chân thật thọ dụng. Ngài bàn biên tập kinh văn phù hợp với ý tổ thành tình tu tiệp yếu, cũng gọi là ngũ niệm giảng khóa. Trong mỗi một lầy tập hợp ngũ niệm lệ tán nguyện quán hương của Bồ Tát Thiên Thân, dùng sức ít mà hiệu quả lớn. Nói đơn giản, quả là đường tắt tu tịnh độ đại kinh, phương pháp nhập bảo vương tam muội. Nói sâu xa, thật hòa hợp với tịnh độ ngũ kinh nhất luận. Cho một biên tập tập hợp không sót yếu nghĩa thiền giáo tịnh luật mật, chắc lọc tinh hoa, lợi ích hành giả, công đức thù thắng, khen người không cùng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là truyền nhân của Liên Công, cháu trai của Hoàng Công, được Liên Công dặn dò soạn Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh giải, tập hợp lượng lớn với hơn 190 kinh luận giáo huấn của tổ sư trong ngòi để chú thích đại kinh, thu nhiếp khắp tôn chỉ sâu xa huyền bí của thiền giáo luật mật để hoằng dương tịnh độ, khéo chọn ý nghĩa thâm thúy, ưu huyền nhẹ nhàng. Vì vậy là thiền chú của thiền bổn tịnh độ đại kinh, chính là thiện trung chi thiện của tịnh tông vậy. Ngài lại dùng thời gian rảnh rỗi tuyên giảng tình tu tiệp yếu cho đại chúng, trình bày pháp yếu trong tạm thời. Khi đàm luận vui cười thì lời về ý sâu, hòa hợp hiển mật trong vài câu, giải nghi hoặc cố chấp trong nhiều dụ, chính là yếu trung chi yếu của tình tu vậy. Tài liệu lưu truyền đời sau là lần ghi hình thứ 3 giảng giải tình tu tiệp yếu, đặt tên tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Lão nhân ân cần dạy bảo, vui vẻ thân thiết dặn dò, tình thâm ý khẩn, khiến cho người nghe như đắm gió sương, như uống cam lộ. Ngày nay lưu thông các loại phiên bản tư liệu nghe nhìn tình tu tiệp yếu báo ân đàm ở mức độ nhất định đều có lược bỏ, khó cảm nhận toàn diện. Lại nghe nói băng ghi hình gốc không tìm thấy được nữa, vì thế khiến cho việc hiệu chỉnh mất căn cứ. Tuy nhiên
từng có đồng tu tịnh nghiệp ghi chép biên tập hoàn chỉnh nội dung giảng giải của Niệm Công, xong đưa đi in lưu truyền, giúp cho tiện việc tu học, công đức năng lượng. Nhưng phần ngôn ngữ vội vàng, trong biện nghĩa vi tế vẫn khó tránh lý giải sơ sài khinh suất, chưa tận thiện chỉ. Ngày nay có đồng tu ở Học hội Tịnh Tông Khoa Tạng Trung Hoa biên tập 6 tư liệu âm thanh, chỉnh lý bản thảo tương đối hoàn chỉnh. Lại có đồng tu Tịnh Tông Bắc Kinh do âm hiểu giọng địa phương của Niệm Công, hiểu kỹ giảng giải ý thú, cung kính nghe tới lui 80-90 lần, chỗ không rõ thậm chí nghe hơn 100 lần. Dùng công hành chí thành tinh cần này sửa chữa bản thảo do Hoa Tạng chỉnh lý, sở nguyện là hoàn nghiêng bổn ý của Niệm Công ở mức cao nhất, kết thành thiện bổn tình tu tiệp yếu báo ân đàm để cống hiến cho đại chúng, đồng thời truyền cho hậu thế. Tính kiên nghị của họ tuyệt vời, kiên nhẫn chịu khó, thiện nguyện thiện hạnh, quả thật đáng quý vậy. Hân hoan nhìn thấy quyển này sắp đưa đi in, vui mừng lược thuật đầu đuôi nguyên nhân, xem như lời nói đầu bày tỏ chút ý tán thán tùy hỷ. Thích Tịnh Không xin viết lời tựa tại Hồng Kông, tháng 2 năm 2015 Công Nguyên. Biên tập Thuyết Minh. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm là khai thị tu hành vô cùng quan trọng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phần khai thị này giúp cho mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất nhận biết tốt nhất phương pháp tu hành pháp môn tịnh độ, nhận biết Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh, nhận biết tịnh tu tiệp yếu, nhận biết lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhận biết con người lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Xong, muốn chỉnh lý chính xác phần khai thị này lại không dễ dàng. Dưới tình hình không thể tìm lại băng ghi hình gốc khai thị của Niệm Công, trước mắt từ các đĩa quan đang lưu thông cũng như tìm thấy các loại phiên bản tài liệu có âm thanh và hình ảnh trên mạng đều có tóm lược ở mức độ khác nhau, và tư liệu văn tự được chư vị đại đức tiền bối căn cứ tài liệu âm thanh mà chỉnh lý. Dưới sự đối chiếu với tài liệu âm thanh thì phát hiện tồn tại sai sót ở mức độ nhất định. Điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc, đặc biệt cảm tạ các đồng tu thuộc tổ thính hiệu nghe và hiệu đính của Học hội Tịnh Tông Khoa Tạng Trung Hoa, không để gián lao vất vả căn cứ vào 6 loại tài liệu âm thanh có nguồn gốc khác nhau chỉnh lý ra bản thảo văn từ khá hoàn chỉnh. Đây là một việc làm gian khổ. Để tận hết khả năng chính xác hiệu đối phần bản thảo văn từ này, có các đồng tu Bắc Kinh phát tâm từ đầu đến đuôi đã nghe đi nghe lại 80-90 lần tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm của Niệm Công, đặc biệt chỗ không rõ thậm chí đã nghe hơn 100 lần. Với thái độ nghiêm cẩn như vậy đã sửa chữa cần thiết cho phần bản thảo văn tự này, nhằm để cố hết sức hoàn nghiêng bổn ý của Niệm Công, giúp cho phần bản thảo đã sửa chữa này trở thành bản gốc của quyển sách này. Ban biên tập hy vọng quyển sách này trở thành một túc bổn thiện bổn, cũng nhất định bằng một cách duy trì tính hoàn chỉnh của nó, cố hết sức giảm sai sót đến mức thấp nhất. Vì thế trong quá trình biên tập quyển sách này, chúng tôi tôn trọng bổn ý của Niệm Công ở mức cao nhất, ngồi số rất ít đề tài nhạy cảm, bằng mọi cách hoàn chỉnh bảo lưu bổn ý của Niệm Công, cố gắng hết sức sửa thật ít. Đúng như câu nói vừa mở đầu của Niệm Công trong tình tu tiệp yếu báo ân đàm, một người tu hành có thành tựu chân thật, điều họ viết, điều họ nói ra không giống với người bình thường nha. Đã như thế, chúng ta làm sao dám vì sự trôi chảy của văn viết mà thay đổi lời cụ ngài đã nói chứ? Đây là chỗ cần thiết
xin chư vị độc giả lượng thứ. Chúng tôi với thái độ nghiêm cẩn tiến hành biên tập. Gặp chỗ văn nói biểu đạt ý nghĩa không hoàn chỉnh thì ý cứ nghĩa của văn thêm chữ, thêm từ trong gọt đơn để bổ túc nghĩa đó. Gặp chỗ cần thiết phải nói rõ thêm thì trong gọt đơn thêm vào dòng chữ biên giả án, chú thích của ban biên tập nói rõ hơn nữa. Do vậy độc giả sẽ có thể lý giải chữ trong gọt đơn đều là chữ ban biên tập thêm vào, chữ ngoài gọt đơn mới là lời bản gốc của niệm công. Niệm công giải hành đủ sâu sắc, đặc biệt tình tu tiệm yếu báo ân đàm là khai thị cuối đời của cụ, có thể gọi là cô đặc tinh hoa một đời giải hành. Đuôi câu vài lời đã bao hàm ý sâu xa. Vì tiện lợi cho người học sơ cơ lý giải nghĩa kinh, nhằm từ ngữ và nhân vật then chốt, người biên tập tra tìm tư liệu thêm chú thích nói rõ ở cuối câu đó, hy vọng có thể làm cho nội dung quyển sách càng thêm hoàn bị. Quá trình giảng giải của niệm công đã dùng rất nhiều từ ngữ khí. Những từ ngữ khí này chúng tôi thấy ngữ ý cần thiết mà bảo lưu một phần tương đối. Thông thường trong quá trình biên tập sách sẽ loại bỏ từ ngữ khí để tránh khẩu ngữ hóa một cách quá đáng. Quyển sách này thì chọn lựa bảo lưu một số từ ngữ khí thiết yếu, nguyên nhân là chúng có đủ ý nghĩa quan trọng. Muốn tái hiện nguyên ý của niệm công thì không giảm được những từ ngữ khí này, nếu không thì không những ý vị bị thay đổi, có lúc thậm chí có lẽ diện mạo đều không hợp. Hơn nữa, căn cứ nghiên cứu nhà ngôn ngữ học, từ ngữ khí trong dòng Bắc Kinh có hiệu quả, công năng rất lớn, có thể tỏ rõ toàn bộ ý chính phụ và trọng điểm ẩn hàm mà người diễn đạt cần nhấn mạnh một cách thoải mái. Chúng tôi cũng có thể tưởng tượng một chút, nếu như bỏ đi chữ hề trong ly tao, vậy sẽ là một diện mạo ra làm sao. Chúng tôi tin tưởng độc giả phần lớn càng hy vọng đọc được nguyên văn hoàn chỉnh của niệm công để thể hội ý nghĩa mà cụ muốn biểu đạt, mà không phải để thưởng thức trình độ chơi chữ của nhà biên tập. Đây là dự tính ban đầu chúng tôi làm như vậy. Ngay cả như thế sẽ làm cho sách này quá nặng về văn nói, cũng không thể không quan tâm. Dẫu sao Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Ban biên tập sách này mặc dù trải qua khó khăn, cuối cùng vẫn trình làng với độc giả diện mạo như vậy. Chỗ sai sót khó tránh khỏi, kính xin mười phương đại đức nhân giả đường ngại phê bình chỉ giáo, cảm ơn vô cùng. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, kính chí, tháng 2 năm 2015. Tình tu tiệm yếu, nhất danh ngũ nghĩ giảng khóa, lão cư sĩ Hạ Liên Cư soạn. Một pháp tịnh độ giới hành khó tin, không đi sâu vào giáo hải, chẳng thể thấy được chút bến bờ. Tuy Hoa Nghiêm dùng mười nguyện để quay về, thiên thân lấy ngũ niệm làm bô, mà mạt pháp học thức nông cạn, không dễ vào nhanh vậy. Còn phải đọc thạo đại kinh mới có thể hiểu sơ lược cương yếu. Song người tu tịnh nghiệp ngày nay đại khái chỉ trì tiểu bổn, với tiểu bổn chỉ trì tầng dịch. Người có thể trì đường dịch mà còn tụng đại kinh thật không dễ thấy. Việc này sở dĩ trên danh nghĩa nhiều người tu tập tịnh độ mà người có tinh sâu nguyện thiết ít, tín nguyện chưa sâu mà muốn được thật sự thọ dụng chẳng phải khó sao. Năm Canh Thìn, thời gian bị bệnh phát nguyện, cung kính kết tập kinh văn phù hợp với ý tổ, xem như thời khó đơn giản trao cho người sơ cơ. Tự tha cảm ứng hạn chế ở trong ba nghiệp, bao gồm tán quán nguyện hướng ở trong một lầy, vọng tự không dễ xen vào,
mà chánh niệm tự đắc hiện tiền. Thời gian ít, hiệu quả lại nhiều. Từ khi in ấn đến đây đã in 4 lần, thọ trì được lợi, trước sau cùng mong ngóng, tiết kiệm thời gian và sức lực. Hành giả đều khen tiện lợi. Nếu như tâm có thể vận chuyển nhịp nhàng theo lời văn này, tập lâu ngày nhuần nhuyễn, thì không cần nghiên cứu thảo luận lý, tánh tu bất nhị và cảnh trí nhất dư mà tự sanh tính dài. Đọc thêm Đại Kinh đối với pháp môn tịnh độ như thuyền xuôi dòng nước, thuận buồm thẳng đến bờ. Nhưng mọi điều đều quan hệ đến kinh văn pháp ngữ, chớ nên đọc văn vách mà có ý lơ là, đến mức thừa dịp khinh mạng, cố phải thích hợp thành kính kiền cung. Như thấy tự quan mới hợp ý chỉ tứ tu ngũ niệm của Bồ Tát Thiên Thân, trong thay đổi âm thầm tự có thể đạt được lợi ích dày đặc. Nếu không thích sự giảng lược thì có nghi thức của Đại Kinh Ngũ Điềm, bản thảo sắp hoàn thành, xin được các nơi góp ý. Vừa đúng lúc ngày viên mãn pháp hội liên hiệp phổ biến kỳ đảo, cố gắng vâng theo lời thỉnh của đồng tu thiện tín mà sơ lược mấy lời, xem như tinh thần duyên khởi. Tịnh tông học nhân vận thành Hà Liên cư, ghi chép tại Ngụ Lô, nơi cư ngụ của Hoan Hỷ niệm Phật trai tại Yên Kinh. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng vào tháng 7 năm 1990 tại Hoàng Phủ, Bắc Kinh. Tịnh tu tiệp yếu là một trước tác vô cùng quan trọng của tiên sư lão cư sĩ Hạ Liên Cư, một người chân thật tu hành có thành tựu. Điều mà thầy viết, điều mà thầy nói ra không giống với người bình thường. Do đó, trước khi nghiên cứu phần chánh văn, chúng ta trước tiên xem qua lời tựa này. Tịnh tu tiệp yếu vừa mở đầu một bài này thì biết là lời tựa. Tịnh tu tiệp yếu cũng gọi là ngũ niệm giảng khóa. Phật giáo vị thiên thân Bồ Tát này nha, là ngũ niệm pháp môn đây. Trong tịnh tu tiệp yếu này cũng chính là ngũ niệm pháp môn của Bồ Tát Thiên Thân. Vì thế gọi là một thời khó, ngũ niệm giảng khóa. Đơn giản trong ngũ niệm pháp môn thì có 2 tên gọi. Cho nên bây giờ tôi báo cáo với mọi người nội dung này. Đây cũng là lần thứ 3 rồi. Nói chung pháp sư Viên Anh đấy giảng kinh Lăng Nghiêm đã giảng hơn 100 lần. Mỗi một lần ngày giảng đều có thể hội mới, tiến bộ mới. Phật pháp chính là như vậy. Thế thì tôi lần thứ 3 này cũng so với 2 lần trước nha, bởi vì quyển vở cũ này nó trong đây cũng có một số ghi chép. Vậy đem ra so sánh nhé, thấy rằng quyển vở cũ lần trước nói thật không đầy đủ, dần biết không đủ ấy mà. Nhân tiện cảm ơn Phật nha. Vì thế bây giờ tên gọi chúng ta nói hôm nay chính là tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Những buổi nói chuyện này là bởi vì biết có ân gia, cảm ân gia, báo ân gia, cứ như vậy mà nói. Trong lời tựa này chúng ta không giới thiệu hết cả thảy toàn bộ lời tựa này, chúng ta chú trọng bộ phận quan trọng này của nó. Tịnh tông nhất pháp dị hành nan tính, phi thám giáo hải mạc khuy tân nhai. Lời tựa này vừa mới bắt đầu đã nói tịnh tông nhất pháp dị hành nan tính, phi thám giáo hải mạc khuy tân nhai. Pháp môn tịnh độ là pháp dị hành nan tính mà, là nan tính nha. Do đó tuy rằng là dị hành cũng là nan tính nha. Giáo pháp của Phật gọi là giáo hải nha, như biển cả mênh mông không biết bờ bến. Chư vị không phải tự thân đi vào giáo hải, tự thân đi nghiên cứu thảo luận thì phải vào biển lớn, không phải quanh quẩn trong bờ này đâu. Chư vị không phải người đi sâu nghiên cứu giáo hải thì chư vị không biết Phật pháp,
không biết làm thế nào có thể vào được nha, độ được nha, làm thế nào được? Bên đó rộng lớn biết giường nào a, vô biên đấy. Người loại này thì không biết rồi. Ti Hoa Nghiêm, nhĩ thập nguyện, vi quy, thiên thân, dĩ ngũ niệm, vi môn, nhi mạt pháp thiển học, vị dị cư nhập giả. Tuy rằng thập đại nguyện vương của kinh Hoa Nghiêm dẫn về cực lạc, chỉ rõ quy túc chốn trở về cho mọi người, chư vị phải học giáo. Đến đỉnh cao nhất chính là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng là thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc mà. Do đó Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh liên tục khắp nơi, giảng kinh khắp nơi. Về sau giảng đến kinh Hoa Nghiêm, giảng đến chỗ này thì Pháp Sư quy tịnh độ rồi. Kinh điển tối cao này là kinh Hoa Nghiêm, nhưng kinh Hoa Nghiêm sau cùng chính là thập đại nguyện vương điều khiên chúng sanh cùng nhau vãng sanh thế giới cực lạc. Vì vậy nói rất đúng, bây giờ Pháp Sư Tịnh Không chính là một ví dụ, chính là từ thập đại nguyện vương này cũng dẫn Pháp Sư về cực lạc rồi. Niệm công nói đến chỗ này không nén nổi cười sảng khoái. Chỉ đạo đấy, Pháp Sư ấy chính là như vậy. Trong giáo hải, Pháp Sư ấy, lão Pháp Sư Tịnh Không cũng nói giáo hải toán cát này rất khó tính được a. Chư vị chỉ nghiên cứu giáo giáo hải toán cát trong đại giáo hải mà tính xem có bao nhiêu cát thì chư vị tính không rõ được, không biết quy túc nha. Tuy rằng kinh Quan Nghiêm là như vậy, đã chỉ rõ ràng quy túc, Bồ Tát Thiên Thân cũng xem ngũ như pháp môn. Ngũ niệm chính là: một là lễ bái, hai là tán thán, ba là phát nguyện, bốn là quán sát, năm là hồi hướng. Do đó người hoàn toàn có thể tu ngũ niệm này, thế nào cũng vãng sanh nha. Đây là ngũ niệm, Bồ Tát Thiên Thân xem ngũ niệm này như môn nha. Một cái chỉ rõ quy túc, một cái chỉ rõ môn này nha. Có môn thì hữu môn khả nhập, nói cho mọi người biết môn rồi. Nhưng mà mạt pháp thiển học, ngày nay đã đến mạt pháp rồi, nhập diệt độ đã là hơn 2000 năm rồi. Căn cứ Phật lịch đó để tính toán một cách thực sự, tính được 3000 năm rồi. Ngày nay mọi người thông thường nói là 2000 mấy trăm năm đấy. Đây là căn cứ vào điểm trong bối diệp kinh văn đó của Ấn Độ đếm ra. Cách đó tập kết một lần, một năm tập kết một lần, điểm qua một cái, đếm điểm điểm ra hơn 2500 điểm. Thế nhưng Ấn Độ lâm vào cảnh đất thuộc địa, nước ngoài thống trị, trải qua rất nhiều chiến loạn. Anh đánh chiếm tôi đánh chiếm anh. Có phải mỗi năm đều có thể đếm điểm hay không? Không chắc chắn. Một phần số lượng điểm của việc đếm này có phải là có tổn thất hay không? Cũng không chắc chắn. Vì thế việc này nó xem ra có vẻ là chứng cứ chính xác vô cùng, thực ra là có dấu chấm hỏi rất lớn. Thế nhưng hơn 3000 năm nay của người Trung Quốc tính như thế nào vậy? Từ nhà Hán thì Phật Pháp đã có rồi, chúng ta quy ra niên hiệu thời điểm đó, quy ra lúc Phật ra đời là năm gì gì đó, đời nhà Châu chúng ta năm nào Trung Quốc dùng thiên cam địa chỉ giáp tý bính đinh này sắp xếp như vậy mà ra, vĩnh viễn không sai được, từ cổ chí kim không có sai. Quy ra thời điểm đó thì đúng rồi, đến bây giờ vẫn cứ đúng đấy. Vì thế nhất định căn cứ cách quy ra thời điểm của Trung Quốc chính là đang nói Phật ra đời đến ngày nay là 3000 năm rồi. Mọi người phổ biến nha, là hơn 2500 năm. Căn cứ dựa theo điểm đã chấm trên bối diệp kinh văn, quá khứ tập kết, sau này thì là lọc nó ra lại, phơi ra, coi như một lần làm việc, điểm một cái, một năm một lần, đếm những điểm này, đếm ra kết quả. Do đó
hiện tại là đã đến mạt pháp rồi. Chánh pháp Phật tại thế đến 500 năm sau khi Phật diệt độ, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Vì thế có rất nhiều người nói pháp sắp kết thúc rồi, pháp không kết thúc được, vừa mới qua hơn 1.000 năm, về sau còn hơn 8.000 năm đấy, cho nên việc này là pháp chẳng hề kết thúc. Thế nhưng đã đến mạt pháp, chúng ta cái kiếp này là kiếp giảm, căn cơ chúng sanh càng lúc càng kém. Thời đại này là mạt pháp, mà bản thân chư vị lại là người thiển học, sở học này của chư vị rất cạn. Chư vị vẫn không dễ dàng gì đi vào cái pháp môn này đâu. Vì vậy, cho dù nói hiện tại có rất nhiều người tự xưng Tịnh Độ Tông, ngay cả pháp sư trên thực tế đều chưa có thâm nhập đấy. Tất tu thuộc độc đại kinh, phương năng lược minh cương yếu, làm sao mới có thể thâm nhập đây? Tất tu thuộc độc đại kinh, do đó pháp sư ngày nay có mấy vị là độc thạo đại kinh? Rất ít nha, hiếm lắm đấy. Vì thế pháp sư Tịnh Không về mặt này chúng tôi rất tán thán đấy. Chẳng nhiều nha, pháp sư dẫn đầu. Độc thạo đại kinh mà còn khế sướng, tất tu thuộc độc đại kinh, vương năng lược minh cương yếu, chư vị mới có thể sơ lược hiểu qua một chút cương lĩnh của pháp môn Tịnh Tông nha. Điểm cương lĩnh quan trọng của đại kinh ở đâu? Đã biết được cương yếu mới có thể lý giải toàn bộ áo nghĩa. Như thế chỉ là hiểu sơ, thuộc độc đại kinh là sơ minh thôi. Nhiên nhi kim chi tu tịnh nghiệp giả, đại xuất cẩn trì tiểu bổn, ư tiểu bổn cẩn trì tần dịch, năng trì đường dịch thư đại kinh giả, thù bất dị đồ. Đúng là người tu tịnh nghiệp ngày nay như thế nào vậy? Đại soái cẩn trì tiểu bổn, thông thường chỉ biết đọc kinh A Di Đà, không biết đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đối với tiểu bổn đấy, trong tiểu bổn này thì chỉ tụng tần dịch quyển mà ngày nay mọi người đọc là do Kumala thập dịch, gọi là tần dịch. Thời điểm bấy giờ phân ra Nam Bắc, Kumala thập ở phía Bắc gọi là Diêu Tần, quốc hiệu là Tần. Nước Tần đó không phải Tần Thủy Hoàng, là nước Tần vào thời Lục Triều, năm 222 đến năm 589 sau Công Nguyên. Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Nghiệp, sau đổi tên Kiến Khang, là Nam Kinh ngày nay. Dịch giả chú thích theo Baidu Baike: Diêu Tần đọc Tần dịch chính là đọc quyển do Kumala thập dịch. Đại bổn không đọc, chỉ đọc tiểu bổn, mà tiểu bổn chỉ đọc một quyển này do Kumala thập dịch. Ngày nay không những mọi người không biết đọc, ngay cả tên cũng không biết. Không biết còn có tên A Di Đà Kinh do pháp sư Huyền Trang dịch, tức Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Đại sư Huyền Trang cũng là người thông minh đấy. Khi ngài từ Ấn Độ trở về mang theo rất nhiều kinh. Về căn bản, hỡi kinh nào mà ngài biết trước đó Kumala thập đã dịch thì ngài không dịch lại. Thế nhưng có hai bộ kinh ngài đã biết, ngài vẫn dịch lại. Trong đó một bộ là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đại sư Huyền Trang dịch gọi là Năng Đoạn Kim Cang Kinh. Còn có một bộ chính là Kinh A Di Đà, ngài dịch lại. Do đó nếu kinh ngài dịch thì điều đó nhất định là nói rõ quyển kinh bên trong. Quyển ngài đã dịch có bổ sung quan trọng, nhưng ngày nay về quyển Kinh A Di Đà thì mọi người tu Tịnh Độ chỉ biết đọc quyển này của Kumala thập, không biết quyển của Huyền Trang. Vì thế ngày nay có thể trì đường dịch. Trong tịnh nghiệp này có thể không chỉ trì tần dịch, hơn nữa có thể trì tụng đường dịch, có thể đọc tụng quyển do ngài Huyền Trang dịch, mà còn đọc đại kinh thù bất dị đồ. Thật không dễ dàng nhìn thấy đấy. Ngày nay pháp sư Tịnh Không
xem trọng kinh Vô Lượng Thọ quyển hội tập của thầy Hạ, đã xếp kinh này vào trong sách Tịnh Độ Ngũ Kinh rồi. Vì vậy điều này đúng là không dễ dàng gặp được đấy. Thử kỳ sở dĩ hiệu xưng tập tình giả đa, nhi cụ thâm tính thiết nguyện giả thiểu, tính nguyện vị thâm, nhi dục đắc chân thật thọ dụng bất diệt nan hồ. Thử kỳ sở dĩ hiệu xưng tập tình giả đa, xem ra khi nói là người tu tịnh rất nhiều, mà thật sự làm được thâm tính thiết nguyện giả thiểu. Do đó tu tịnh độ nhất định cần chư vị có lòng tin sâu dày, có nguyện lực tha thiết. Cho nên chư vị có tin sâu nguyện thiết thì quyết định vãng sanh nha. Hiện tại người tu tịnh nghiệp trên danh nghĩa là người tịnh độ tông, thế nhưng thật sự có thể tin sâu, có thể phát nguyện khẩn thiết cấp bách như vậy rất ít nha. Tín nguyện không sâu mà nghĩ muốn được chân thật thọ dụng bất diệt năng hồ nha, thế thì khó rồi. Vì thế đại sư Ngẫu Ích nói, có thể vãng sanh hay không thì quyết định ở tín nguyện đấy. Chứ vì niệm có tốt hơn, không có tín nguyện là không thể vãng sanh nha. Chư vị hiện tại lý giải được quá ít, chư vị không có thể phát khởi tín và nguyện như thật một cách chân chánh thì việc này thật khó rồi. Canh thịnh chí tuế, bình trung phát nguyện, kính tập kinh văn, phó dĩ tổ ý, tác vi giảng khóa, tỷ thọ sơ cơ, ước tự tha cảm ứng ư tam nghiệp chi gian, quát tháng quán nguyện hướng ư nhất lễ chi tế, vọng tưởng bất dị thừa khích, nhi chánh niệm tự đắc hiện tiền, nhu thời ký thiểu thu hiệu lương đa. Vào năm canh thìn đó, trong thời gian bị bệnh này thì phát nguyện. Đây là nói thầy Hạ, việc bản thân thầy. Thầy đã phát một nguyện rất lớn đấy, hứa thật cung kính để kết tập câu văn bên trong số các loại kinh, phó dĩ tổ ý, cũng tập kết ý của tổ sư lại với nhau. Do đó ngày nay mọi người đều nói, chư vị vừa học một niệm tịnh độ, vừa ngồi thiền nhá, chính là theo đuổi bên ngoài rồi, chính là không chuyên rồi. Việc này cũng không thể khác, bởi vì mạt pháp chúng sanh căn khí kém rồi. Chư vị một môn còn học không tốt, chư vị lại thêm một môn nữa thì càng học không tốt rồi. Thế nhưng tuyệt đối không phải là bảo chư vị người học tịnh độ thì chư vị không được là tìm hiểu qua thiền tông, thế thì sẽ không có người có thiền có tịnh độ rồi. Vậy không có người có thiền có tịnh độ thì không có hổ mọc thêm sừng rồi. Không có hổ mọc thêm sừng, vì vậy hữu thiền hữu tịnh độ do như đới giác hồ đấy. Vì thế những lời này của thầy Hạ chính là chỗ chúng ta phải chú ý. Do đó trong các loại tình huống mọi người đều có cách nói, đều có nguyên tắc. Chúng ta đối với pháp sư Ấn Quang không có một chút ý nào khinh mạng, nhưng điểm này so với thầy Hạ hai người có điểm không giống. Thế nhưng bản thân pháp sư Ấn Quang đối với thiền vẫn là rất lý giải, đặc biệt là ca ngợi đối với ngài Ngẫu Ích. Pháp sư nói đó là Phật có làm lại chú giải này cũng không thể vượt qua Ngẫu Ích. Đây là lời người đại tu hành, vì thế là lời đại tổ sư, chúng ta phải rất tôn kính, rất tán thán. Thế nhưng đối với phương diện thiền này mà nói, đối với thái độ của thầy Hạ trong đây có điểm không nhất quán. Thầy Hạ thì nói một cách rõ ràng, tôi ở trong đây một mặt căn cứ kinh điển, một mặt hòa hợp một số phong cách, một số tinh thần của thiền tông, của tổ sư lại với nhau. Tổ sư ý A. Cho nên thường xuyên hỏi, cái gì là ý của tổ sư chứ? Cái gì là tây lai ý chứ? Tổ sư ý, tây lai ý cũng đã ở bên trong tình tu tiệp yếu này. Cho nên chúng ta đọc tình tu tiệp yếu không chỉ là lý giải rất nhiều
tinh hoa từ các loại kinh điển của Tịnh Độ Tông, mà còn tổ sư ý của Thiền Tông cũng ở trong. Bởi vì khi tập khí đã kết hợp tổ sư ý, điểm này là điều mọi người rất cần phải lưu tâm. Thế thì xem như một khóa đơn giản, cộng lại tổng cộng thì 32 bái mà, rất đơn giản, không có mấy trang mà. Lời sơ cơ nha, để cho sơ cơ tu được đấy. Thế thì nội dung của một giảng khóa làm việc ra làm sao đây? Ước tự tha cảm ứng ư tam nghiệp chi gian. Chúng ta tu hành chính là muốn cảm ứng đấy. Cảm ứng nhất định ta là tự, Phật là tha. Tự và tha này đã có cảm ứng rồi, đây là việc tốt nhất rồi. Làm thế nào có thể đạt được cảm ứng chứ? Cái thân, khẩu, ý này của chúng ta, cái này là chúng ta đang tác nghiệp. Cái này gọi là ba nghiệp. Ngay tại trong ba cái nghiệp thân, khẩu, ý này, con người chính là đang ở trong ba nghiệp này đấy. Nhưng ngay ở trong ba nghiệp này, chúng ta có thể đạt được tự tha cảm ứng đấy. Thân của chư vị đang lễ bái là thân nghiệp, miệng đang niệm tụng là khẩu nghiệp, ý đang niệm kinh văn, an trú ở trong áo nghĩa của kinh văn. Thân khẩu ý của chư vị dùng việc này làm năng cảm, thì chư vị có thể đạt được cảm ứng, đạt được sự gia bị của Phật mà. Quát chính là bao quát, quát tán, quán nghiện, hướng, ư, nhất lễ, chi tế. Đây chính là ngũ niệm pháp môn. Ngũ niệm pháp môn là lễ bái, thứ hai là tán thán, sau đó là quán sát, phát nguyện, hồi hướng. Vậy là ngũ niệm pháp môn. Do đó, tán quán, nguyện hướng, tán thán, quán sát, phát nguyện, hồi hướng này đều ở trong một cái đầu này. Chư vị cần chính là cái khấu đầu này. Nhưng trước đó thì chư vị có nhất tâm quán lễ. Đã quán rồi, trong đây có lời tán thán, phát nguyện cũng ở trong, hồi hướng cũng ở trong. Vì thế Bồ Tát Thiên Thân nói pháp môn ngũ niệm này, đây chính là dung hợp ở trong tu trì này rồi, cho nên gọi là ngũ niệm giảng khóa. Nếu làm như vậy, vọng tưởng bất gì thừa khích nha. Vọng tưởng nắm không được cơ hội, không thể chui qua chỗ trống. Chư vị không có cơ hội cho nó, bởi vì do chư vị mỗi một việc tiếp theo một việc. Một cái khấu đầu này xong rồi, phần sau lại nhất tâm quán lễ nữa. Ở đây mỗi một câu văn đều rất chặt chẽ. Sau khi khấu xong, chư vị lại là niệm Phật. Trong niệm Phật còn xưng ba lần Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lên lại niệm nha. Vọng tưởng đó không có cơ hội, nó không có chỗ trống có thể chui, không thể thừa khích di nhập nha. Chánh niệm tự đắc hiện tiền mà, vọng tưởng không thể thừa dịp chỗ trống mà vào, chánh niệm của chư vị tự nhiên hiện tiền mà. Việc này đúng là thật dứt khoát. Nhu thời kiến thiểu, thu hiệu lương đa. 32 lạy này một chốc lát thì đã xong rồi, thời gian rất ít, mà thu hiệu là vô cùng vô cùng nhiều đấy. Thì dĩ phó ấn dĩ lai, dĩ lịch tứ bản, thọ trì hoạch ít, tiên hậu tương vọng, biết thời tỉnh lực, hành giả xưng tiền. So sánh với pháp khác, vì thế tiên hậu tương vọng, tiết thời tỉnh lực, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tinh lực. Do đó thời gian mọi người đều bận nha, đều khẩn trương nha. Và lại mọi người đều là cái tinh lực có hạn này, ngay cả người xuất gia cũng không rảnh đấy. Có người xuất gia còn bận hơn chúng ta. Chùa của họ đã làm điểm du lịch, họ đấy vừa sáng sớm thức dậy thì phải quét dọn chùa sạch sẽ, sau đó thì là khách du lịch đến rồi. Nào là kẹo, đầu lọc thuốc lá, giấy gói kẹo, vân vân. Trong một ngày cây chổi quét, họ nói còn gì là dụng công. Lưng đau chân mỏi nha, cái gì đều động đậy, cũng động đậy không được nữa. Mọi người đúng là bận nha, thời gian có hạn. Vì vậy xuất gia
có người vẫn muốn xuất gia. Tôi nói, anh đi chỗ nào để xuất gia bây giờ? Cho nên bây giờ chính là nói, tại gia cũng là đều đang bận rộn cái kiểu đấy. Nước Mỹ là chiến trường của người trung niên, đều là đang đấu đấy, đang tranh đấy, cạnh tranh đấy. Vì thế muốn chuyên môn tu trì là rất khó. Thì muốn có pháp môn như vậy, đơn giản vắn tắt, hiệu quả rất cao. Chúng ta nói hiệu suất cao, tốn thời gian ít, hiệu quả lớn, chính là hiệu suất cao mà. Chúng ta muốn mưu cầu pháp môn hiệu suất cao đấy. Hành giả đều xưng tiền, do đó trước trước sau sau đều rất nhiều người tu, rất nhiều người liên tục tu đến hơn 90 tuổi. Tôi nhìn thấy một người, cụ vẫn đang trên đường vừa tu vừa niệm. Cụ trước nay không ngồi xe, mấy chục dặm cụ cũng là đi bộ. Cụ ở trên đường vừa đi thì vừa tu pháp này, vừa đi bộ vừa... Cụ đương nhiên không thể khấu đầu, trong tâm quán tưởng rằng ta đang khấu đầu. Quả năng tùy văn vận tâm, cửu tập thuần thục, tắc ư tánh tu bất nhị, cảnh trí nhất như chi lý, bất đãi nghiên thảo, từ tánh tính giải. Tái đọc đại kinh, ư tịnh độ pháp môn, hữu như thuận thị hành chu, dương phàm kính độ hỷ. Lời như thế này, chư vị quả năng tùy văn vận tâm. Theo lời văn này, tâm chư vị chính là theo đó vận chuyển ở chỗ này. Tâm chi vận chuyển và lời văn trong tình tu tiệp yếu nhịp nhàng nhau đấy. Cửu tập thuần thục, sau khi thuần thục rồi thì chư vị đối với đạo lý tánh tu bất nhị, cảnh trí nhất như, không cần nghiên cứu thì cũng tự nhiên có thể sanh được tính giải đấy. Do đó tánh tu bất nhị, cảnh trí nhất như, hai câu nói này bây giờ không nói, đợi đến sau này phải nói. Trong bài văn này, bài này rất quan trọng đấy. Bản tánh của chư vị và tu trì hiện tại của chư vị, bản tánh của chư vị chính là Phật. Chư vị bây giờ tu trì, chư vị đang lễ lạy 32 bái. Việc tu trì này của chư vị và bản tánh của chư vị là một sự việc, mà cảnh và trí, cảnh giới này của chư vị quán tưởng thế giới cực lạc, các loại cảnh giới và trí tuệ này với trí tuệ kim cang không phải hai dạng đâu. Do đó có người đã nói, kinh Kim Cang và kinh A Di Đà có mâu thuẫn à? Kinh Kim Cang là tất cả có tướng đều là hư vọng. Chư vị xem kinh A Di Đà nói với chúng ta lại là hoàng kim vi địa, vừa thế này vừa thế kia đều là hữu tướng. Hai quyển kinh này mâu thuẫn à? Hai quyển kinh này chẳng hề mâu thuẫn, là chư vị người đọc mâu thuẫn. Cảnh và trí là nhất như, cảnh chính là trí. Những đạo lý này chúng ta về sau cũng phải triển khai. Thế thì thời điểm này đọc thêm đại kinh ư tịnh độ pháp môn, hữu như thuần thỉ hành chu, dương phàm kính độ hỷ, thì chư vị đang ngồi thuyền xuôi dòng nước cũng thuận gió nha, bườm cũng căng lên rồi, thì vượt qua trực tiếp rồi. Đảng mỗi điều quân hệ kinh văn pháp ngữ, vạn vật hoặc khẩu xuất ý, trí đạo khinh mạng, vự nghi thành kính kiền cung, như cận từ quan, phương hợp thiên thân Bồ Tát, tứ tu ngũ niệm chi chỉ, tự năng hoạch mật ít, ư thiển di mặc vận trung, như hiềm giản lược, tắc hữu đại kinh ngũ niệm nghi, hành tương thoát cảo, thịnh ích chư phương giả, thích giới liên hợp, phổ biến kỳ thọ pháp hội viên mãn chi kỳ, miễn tuân đồng tu thiện tính chi thỉnh, lược đế số ngữ, dụng chí duyên khởi vân. Tiếp theo đây thì không nói nhiều nữa, thì nhắn nhủ thêm chút, nói mỗi một điều trong đây, mỗi một điều đều là kinh văn đấy, đừng lơ là nha. Phải cung cung kính kính, chính là tứ tu ngũ niệm của Bồ Tát Thiên Thân. Ngũ niệm chúng ta đã nói qua rồi, vẫn còn tứ tu. Ý nghĩa của tứ tu chính là một pháp tu cung kính,
chúng ta phải rất cung kính pháp môn Tịnh Độ, cung kính Phật A Di Đà và tất cả thánh chúng. Thứ hai là vô dư tu. Chư vị đã xưng danh hiệu A Di Đà Phật chính là chuyên niệm A Di Đà Phật danh hiệu, cũng chính là danh hiệu những Như Lai thánh chúng trong kinh văn này, không xen lẫn pháp khác thì là vô dư tu. Thứ ba, vô gián tu chính là tình niệm tương kế, không có gián đoạn đấy. Thứ tư, trường thời tu chính là kết thúc sinh mạng làm kỳ hạn. Một đời này của ta đấy, đến khi ta mạng chung, ta mới niệm xong danh hiệu đó đấy. Đây là tứ tu, ngũ niệm là năm loại nói lúc nãy. Bồ Tát Thiên Thân chủ trương phải tu tứ tu ngũ niệm. Cái pháp tứ tu ngũ niệm này tự nhiên thì gặt hái được mật ích rồi. Tiếp đến không nói nữa, điểm này là chủ yếu. Chúng ta cũng từ chỗ này biết được, muốn tu tịnh nghiệp phải biết đọc Vô Lượng Thọ Kinh, phải biết Kinh A Di Đà Hội Tập của Thầy Hạ, đủ các loại. Thế còn quyển giản dị nhất trong số này đâu chứ? Chính là Tịnh Tu Tiệp Yếu. Vì thế chúng ta ngày nay nhá, bắt đầu thì cả thảy mọi người cùng nhau nghiên cứu nội dung này. Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn đặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ, mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.